trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du được thành lập vào năm 2000, trên cơ sở tiền thân là trường Trung học Cơ sở Bán công Nguyễn Du. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đóng góp một phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước. Nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ công an, quân đội, giáo viên, bác sĩ, các doanh nhân thành đạt, những người lao động giỏi trên mọi miền Tổ quốc. Tự Hào là một trong ba trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lựa chọn để chuyển đổi mô hình sang tự chủ và xây dựng trường chất lượng cao. Với đội ngũ 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trong đó có 15 thầy cô giáo có trình độ thạc sĩ, nhiều thầy cô giáo là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là cốt cán chuyên môn của ngành. Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, thiết bị dạy học đầy đủ, được trang bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Hệ thống nhà đa chức năng, các phòng học bộ môn, phòng tin học, thực hành, ngoại ngữ, thư viện, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, hồ bơi. Khuôn viên rộng rãi, xanh sạch đẹp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu để nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm qua, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm từ 14 đến 20 giải, với chất lượng giải ngày một nâng cao. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông luôn nằm trong top đầu của tỉnh. Hàng năm có trên 80% học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng, nhiều học sinh đậu các trường đạt điểm cao. Bên cạnh đó, học sinh của trường còn thể hiện sự năng động và tài năng của mình qua tham gia hoạt động của các đội nhóm, các câu lạc bộ, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động trải nghiệm. Hàng năm, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du tuyển sinh từ 400 đến 450 học sinh lớp 10. Học sinh vào trường sẽ được sắp xếp vào các lớp học phân hóa theo nhóm môn học lựa chọn dựa trên định hướng nghề nghiệp của các em, nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển tiềm năng, sở trường của mỗi học sinh. Trường có chế độ ưu tiên cho học sinh giỏi vào lớp chất lượng cao, có chế độ học bổng cho học sinh giỏi, học sinh vượt khó trong học tập. Trở thành học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, các em sẽ được học tập, rèn luyện trong một môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, là cơ hội để các em được khẳng định mình và định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Đặc biệt, các em sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ, đội nhóm, nhiều sân chơi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nguyễn Du, chất lượng làm nên thương hiệu.